Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Nếu có ai đó chê bạn nghèo thì cũng đừng có buồn, vì buồn bạn cũng có giàu lên được đâu. Thay vì ủ rũ, sao bạn không thử rũ hết mọi vướng bận rồi lên đường đu càng theo anh Thái Dúi, để xem một ngày làm tiền của anh sẽ ra sao. Nếu bạn đã sẵn sàng thì xách mông lên, đi một ngày đàng, tốn 100.000 trà sữa nhưng sẽ có những thu nhập cực kỳ ra gì và này nọ đấy. Đây là một hồ nước khá hoang sơ, ngay cả những con tàu thuyền để di chuyển có vẻ cũng đã cũ kỹ vì khá lâu. Anh Dúi và người bạn đi cùng chơi tung đồng xu để thu được quyền chọn lựa ai sẽ dùng con thuyền nào bằng cách dùng điện thoại thay thế. Trò này vui nhưng hơi đau ví tí, cũng may là phía dưới, đàn cá đang nhốn nháo thể hiện sự động viên nên họ cũng vơi bớt căng thẳng. Là người chiến thắng trong trò chơi tung điện thoại, anh Dúi sẽ được quyền chọn thuyền, dù rằng Bún thấy cả hai đều đã nát lắm rồi. Khi đã thành công có được thuyền và bẫy, anh cho mồi vào trong, anh Dúi dùng những miếng cá rô phi ngon lành, còn anh bạn tóc xù lại sử dụng nguyên một con gà cơ đấy. Bạn đoán xem tụi cá sẽ thích ăn thứ nào hơn? Hãy chờ đến cuối để biết câu trả lời nhé. Con thuyền của anh Dúi chọn, trông không khác gì một tấm xốp nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Quay tay dã rời cũng ra đến nơi, anh ném bẫy xuống dưới, trong khi đó thuyền của người bạn chưa đi đã chìm rồi, vì thế, anh ta chỉ có thể đứng trên đó mà ném bẫy ra mà thôi. Trong lúc chờ bẫy phát huy hiệu quả, để dụ dỗ tụi cá lại gần, anh Dúi mang ra tấm lưới, cố gắng quay tay để tìm kiếm những thứ hay ho. Nhưng với cái thuyền tròng trành, anh không dám manh động mà thực hiện động tác dứt khoát hơn. Cuối cùng, thu hoạch đầu tiên của anh lại chính là chiếc bẫy. Cũng đã hơn nửa tiếng kể từ khi thả bẫy, nhưng họ không nghĩ đến việc lại có thể có nhiều thứ phía trong đến thế. Hầu hết đều là rùa và ba ba, nhưng kích thước và ngoại hình của con nào con nấy đều ưng ý quá chừng. Đột nhiên anh Dúi khựng lại, phía trong bẫy đang là một nhân tố bí ẩn mà không ai muốn lại gần đâu, nhìn thái độ của anh mà người bạn hơi rén đấy nhé. Hóa ra là vì con rùa bị đớp mất một phần mai, khiến anh Dúi chắc chắn rằng trong hồ này có cá sấu. Thế nhưng bỏ nỗi lo đó lại, anh vui vẻ với con cá da trơn khỏe mạnh này, nhưng dù vậy, tất cả những thành quả vừa rồi anh đều không mang về nhà. Người bạn trả lại cái bẫy xuống hồ nước, lần này, họ sẽ chỉ bắt cá khi đứng ở trên bờ mà thôi. Xem này, một con cá da trơn khá lớn, giống với loài ban nãy, nhưng trong lưới vẫn còn những con khác, xem màu sắc cũng xinh xắn đấy. Anh nhặt những con cá nhỏ rồi cho vào xô nước, con cá này có phải cá chim con không các bạn, hay là giống piranha, anh Dúi hoang mang. Piranha là loài bị cấm nuôi, nên anh sẽ phải kiểm tra thật kỹ, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai loài cá này là bộ nhá của chúng. Cuối cùng, anh cũng bàng hoàng nhận ra, bạn xem hàm răng của con cá này đi, dù bé tí nhưng đã sắc nhọn một cách đầy đe dọa. Không phải một, mà là hai con, đều có chung một kiểu răng như thế, thật sự, cái hồ này bị bỏ hoang cũng đúng thôi. Vì chúng sở hữu rất nhiều loài cá kinh dị này đấy, sang mẻ cá thứ hai, anh Dúi không hy vọng sẽ tiếp tục bắt gặp lại loài cá đó. Nhưng đời không như là mơ, rõ ràng hầu hết trong hồ này là cả lò nhà tụi nó, vì thế, anh Dúi ngậm ngùi chấp nhận một ngày tìm kiếm không có kết quả. Thời gian trôi nhanh như xe tăng xuống dốc không phanh, đến khi trời tối, anh quay trở lại hồ nước, lo sợ trước khi kéo mọi thứ trong bẫy lên. Khi họ biết chắc rằng dưới này là cả họ cá piranha cùng với khả năng có thể có cá sấu dưới đó. Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cái bẫy của anh tóc xù được kéo lên trước, xem này, một con cá mập nước ngọt xinh xẻo, cuối cùng cũng có gì đó mang về nhà. Con cá này thì sao đây? Tuyệt vời, hàm răng móm này mới là thứ mà họ mong đợi đấy, con cá được thêm vào xô và vẫn còn đấy nhé. Một con rô phi đốm khá xinh đấy, nhưng họ từ chối, và cuối cùng là một con ba ba hiền lành. Cái bẫy của anh Dúi thì nan giải hơn, anh phải trèo con thuyền tròng trành này ra xa mới tìm lấy được bẫy. Có vẻ có kha khá cá phía trong, u là trời, mạnh mẽ vô vùng. Tụi nó đang liên tục vùng vẫy, vật vã và lo sợ, cuối cùng cũng có thể cập bến thành công. Đỉnh lắm luôn các bạn ạ, xem này, một con Oscar lộng lẫy không có điểm nào để chê. Một con cá chim bạc khác, tụi nó rủ nhau đến đây chơi hay sao mà đông thế nhỉ? Trông thích quá đi mất, con cá này tuyệt đẹp luôn ấy, bạn biết tên của loài này không? Anh Dúi vui vẻ, thả đi mấy con rô phi mà anh không có đam mê siêu tập. Rồi vô cùng tự hào và ưng ý với mấy con hay ho, ngoài cá ra, còn có thêm mấy con rùa cực đẹp và đáng yêu đấy. Thế nhưng anh sẽ không bắt thêm rùa vào ngày hôm nay, kết quả đã ngã ngũ phải không? Rõ ràng anh thu gom được nhiều cá hơn, và tất cả chúng đều sở hữu dáng vẻ vạn người mê luôn đấy. Cực kỳ nổi bật và thu hút, anh hài lòng thả tất cả vào bể nhà mình. Thật sự là một ngày thu hoạch không tệ, dù rằng buổi chiều anh đã lo sợ khi cho rằng cái bẫy của mình sẽ chứa đầy cá piranha mà thôi. Bạn có hài lòng với mấy con cá tuy không quá độc lạ, nhưng phải hết sức gan dạ mới bắt được này hay không? Comment xuống dưới để anh Dúi biết với nhé! Những tưởng rằng anh Dúi luôn hạnh phúc vì là bàn tay vàng trong làng săn cá, cũng như những con anh nuôi đều béo múp đáng yêu. Thế nhưng thi thoảng, anh vẫn phải chịu những nỗi đau vô bờ bến từ thú vui đầy đam mê này của mình, mà nếu là một người sở hữu pet cưng, chắc chắn bạn sẽ vô cùng thấu hiểu.
Sáng hôm ấy, như thường lệ anh đi một vòng để kiểm tra mấy bé cưng của mình. Đến hồ cá coi, anh nhận ra điều bất ổn khi xác của một con cóc chết nổi lềnh phềnh và một con cá trong bể cũng đã đăng xuất. Con cóc kia là cóc mía, chúng vốn dĩ mang độc tố trong cơ thể, vì vậy, hy vọng những con cá khác sẽ không sao. Anh đi đến một bể cá khác để thanh lọc tâm hồn, mới sáng ra đã đón nhận tin buồn, đúng là tín hiệu không tốt tẹo nào. Thời gian qua, thời tiết ở chỗ anh thái rúi lạnh siêu cấp pro, vì thế, để đàn cá có thể sống khỏe, anh đã phải rất nỗ lực, cũng may là đàn pet cưng của anh vẫn sống vui sống khỏe. Mỗi ngày được cho tụi nó ăn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh, thế nhưng ngày vui nào cũng có ngày tàn. Mà anh rúi không bao giờ nghĩ rằng, hôm nay chính là ngày đó, khi bước đến bể cá này, trái tim anh đã rơi thẳng xuống dưới phao câu hay đi đâu mất rồi. Nhìn thấy cảnh đau lòng này, anh như ngừng thở, những con cá khác vẫn khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao, một trong số đó đã chết từ bao giờ. Đây là bể mà anh cưng nhất, bởi vô số những con cá lớn và giá trị được anh yêu ái thêm vào đây, ấy vậy mà chuyện đau lòng đó đã xảy ra. Anh từ từ kéo lên, một con cá trê bạch tạng đuôi đỏ siêu quý hiếm, với một kích thước cực đỉnh, đã ra đi. Anh vẫn chưa thể biết lý do là gì, giờ đây, trong lòng anh chỉ nhớ về khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nếu mê cá, hoặc nuôi bất kỳ con vật nào bằng tất cả tình yêu, bạn sẽ hiểu được cảm giác hụt hẫng của anh lúc này. Trong miệng con cá không có gì cả, dù rằng màu sắc phía ngoài có hơi biến đổi, nhưng vẫn còn vô cùng xinh đẹp và nổi bật. Anh chắc chắn con cá mới chỉ ra đi đêm qua mà thôi, vì mỗi ngày anh đều đi thăm thú bể cá rất nhiều lần. Anh mang xác con cá ra một góc vườn, cùng với người bạn của mình đào một hố đất lớn. Khoảnh khắc chia tay này thật đau lòng làm sao. Chỉ trong một ngày, anh phải chia tay với hai con cá cực kỳ xinh đẹp của mình. Sự đau buồn không cách nào nói ra hết được. Họ lấp đất chôn con cá ở đó, không quên đặt lên trên những bông hoa, mong rằng tất cả những con còn lại vẫn sẽ khỏe mạnh. Để làm được điều đó, anh cần phải thay nước cho rất nhiều bể cá ngày hôm nay. Thật sự sẽ là một ngày dài buồn lê thê. Những con cá khác vẫn khỏe mạnh, anh sẽ kiểm tra lại một chút bằng cách cho chúng ăn, quan sát xem có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào không. Nhưng may mắn là mọi chuyện đều ổn, tụi nó vui vẻ vẫy đuôi lao đến ngay khi thấy thức ăn, rồi ngấu nghiến cực kỳ ngon miệng. Cả một hành trình dài để có thể sở hữu được một dàn chiến thần giá trị như thế này, vì thế, anh mong rằng từ lớn đến bé, tụi cá sẽ thật sự khỏe mạnh khi sống cùng anh. Đừng quên để lại một lời chia buồn cho anh Bún và hai con cá xấu số của anh nhé, cũng mong rằng những bé còn lại sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video, Bún Phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Phở yêu tất cả các bạn.